tân hoan vui đón mừng Noel. Khi Noel về trên muôn làng, già trẻ ai ai cũng vui mừng, bao khúc ca vang lên nhịp nhàng, hoan ca vui hát ngợi Giê-xu. Tôi, Ê, Giê-xu đã đến.
Đến giờ học rồi, chúng ta bắt đầu nhé. À, hai cô giáo trợ giảng của chúng ta là cô Tư và cô Diệp Anh đã có mặt chưa nhỉ? Dạ, em chào cô ạ. Rồi, chào cô. Anh phải đi thi nên là không có mặt được. Dạ, Diệp Anh phải đi thi à? Dạ, không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Cô chào bạn Ken này, cô chào bạn Tuấn Kiệt, cô chào Hải Anh, cô chào Ethan, Minh Ngọc, Quang Hưng, Long. Chúng ta đã có mặt rồi. Buổi học ngày hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình của mình. Và không biết là lịch nghỉ Tết Nguyên đán như thế nào thì cô Đức ơi, chị Đức ơi. Dạ, cô Quỳnh ơi, hôm nay mình sẽ học buổi cuối của năm này. Xong rồi mình sẽ nghỉ 3 tuần. Đến ngày 14 tháng 2 là ngày thứ hai, mình sẽ tất cả các lớp sẽ học lại. 14 tháng 2 là hình như khoảng ngày ngày dưới là khoảng khoảng qua mùng rồi đó cô, hình như 10, 11 gì đó. Như vậy là lớp mình sẽ, nếu rơi vào thứ bảy thì lớp mình sẽ học lại vào ngày 19 tháng 2 ạ. Thế là như cô Đức đã phổ biến thì lớp chúng ta sẽ học buổi học này là buổi học cuối cùng trước Tết Nguyên đán, đúng không nào? Và sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ 3 tuần. Nghỉ 3 tuần. Thế vậy thì trong buổi học ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ dành thời gian để luyện đọc này. Các con hôm nay sẽ tập ghép âm bờ và chúng ta học tiếp cái bài 2 trong cuốn sách Tiếng Việt của em. Cô Quỳnh muốn là cái phần mà chia sẻ các cái bài tập về nhà các con đã làm ấy thì chúng ta có thể chia thành hai nửa. Điều đầu tiên là nhờ cô Thư chiếu lên những cái bức tranh mà các con đã vẽ. Còn tất cả các clip thì chúng ta sẽ phát vào cuối chương trình được không ạ? Dạ. Đầu giờ học là chúng ta sẽ chỉ dành thời gian để phát lên những cái bức tranh đã vẽ thôi nhé. Còn cuối giờ học thì chúng ta sẽ chiếu lên một số cái video. Đây các con nhìn bài viết của bạn Hải Anh đúng không nào? Bạn viết là đây là ai, kia là ai. Đấy. Đây là vẽ của bạn Ly An. Rồi, Ly An vẽ rất là đáng yêu đúng không nào? Bức thiệp chúc mừng năm mới, có dưa hấu, có đèn lồng, có bánh chưng. Rất là đẹp. Đây là em chào cô. Con chào cô ạ. Vẽ này của Tuấn Kiệt. Đây, Tuấn Kiệt cũng vẽ đèn lồng màu vàng, có đám mây, đúng không nào? Có lời chúc mừng. Cảm ơn con Tuấn Kiệt nhé. Đây là bức tranh của bạn Ngọc. Bạn Ngọc vẽ những chuỗi trang trí màu đỏ. Ông bà sức khỏe hạnh phúc. Cô cảm ơn Minh Ngọc nhé. Rồi. Dạ, chăm cô và Y Thần. Lucy có thể gửi bài trực tiếp vào cái Zalo cũng được, cô sẽ up lên cho con ở nhóm Zalo. Khi mà Lucy vẽ xong, Lucy cứ up lên nhóm Zalo nhé. Thì cô Thư sẽ up lên cho con vào cái nhóm này sau. Thế thì đây Hoa Mai này, bài vẽ của bạn năm 2022 bạn vẽ rất là rực rỡ đúng nào, có hoa mai vàng và có cả con hổ nhỏ đây, đáng yêu quá.
là trên áo son nhà vàng. Rồi, có một số các cái clip chúng ta sẽ phát vào cuối buổi học nhé. Hôm nay chúng ta sẽ lại bắt đầu bằng bài luyện đọc nào. Chúng ta luyện đọc để cho cái toàn bộ buổi học, cái quá trình phát âm của chúng ta sẽ được trôi chảy hơn. Nào. Tất cả các con bật cam lên. Các con bật cam lên nhé. Các con bật cam để cô nhìn khẩu hình của các con khi mà con đọc. Rồi, chúng ta bắt đầu này. Nghe và đọc theo cô một lần và sau đó cô sẽ gọi hai bạn để đọc nhé. Nào, bắt đầu này. Ba. Rồi, Lucy và Minh Ngọc đọc rất là to đấy. Ba. Bà. Ethan đọc to lên con. Bá. Bá. Rồi. Bả. Bả. Ken đọc chưa nhỉ? Bả. Rồi, Ken đọc rất là tròn miệng đấy. Bạ. Rồi chúng ta cùng đọc cái chữ bã này một lần nữa nào. Bã. Nào. Bã. Rồi. Trong nhìn khẩu hình thì cô thấy bạn Minh Ngọc đã phát âm được cái chữ bã này. Bây giờ chúng ta thử mời Minh Ngọc đọc xem nào. Cô Thư mở mic cho Minh Ngọc nhé. Bạn Ngọc bật mic lên được rồi ạ. Chào cô ạ. Ôi, cô chào Ngọc, con đọc theo cô chỉ này. Ba. 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 Bà. Bá. Bá. Bả. 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 Bá. Nào, hôm nay lại bá rồi. Nào, bả. À, dạ. Cố gắng lên nhé. Nào, một lần nữa nào. Bả. Bá. À, vẫn bá. Con bá. Nghe này. Nếu con nói là bá thì cái âm thanh của con nó chỉ ở trên khoang miệng thôi. Con phải làm thế nào để cái luồng hơi nó xuống nó tận lồng ngực mà con cảm nhận được, nó rung lên. Bá. Bá. Vẫn là bá rồi. Bá. Âm thanh chỉ ở cổ của con thôi. Nào, bá. Bá. Bạ. Bạ. Rồi. Thế hôm nay ấy, thì cô cuối giờ gửi một cái bài tập luyện đọc toàn dấu ngã để các con sẽ luyện ở nhà nhé. Cái dấu ngã này là chúng ta sẽ rất mất thời gian để luyện này, không thể ở ngày 1, ngày 2 hoặc là 1, 2 buổi mà chúng ta đọc được đâu. Thế cho nên là các con phải luyện nhiều. Nào, cô mời bạn Hiền Thảo 11 tuổi nào, con đọc cho cô. Hiền Thảo bật mic chưa? Hiền Thảo bật mic chưa nào? Bạn Hiền Thảo bật mic được rồi. Con bắt đầu đọc. Ba. Con bắt đầu đọc nghe nào. Ba. Người tốt. Ba. 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 Tốt. Bá. Bả. Giỏi. Bả. Tốt. Bạ. Ồ, rất là xuất sắc. Rồi, bạn Hiền Thảo, bạn ấy phát âm dấu ngã rất là rõ ràng đúng không nào? Đấy, dấu ngã rất là có những bạn thì phát âm dấu ngã chưa rõ nên là các con nhớ luyện tập nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đấy là phần luyện đọc. Phần luyện đọc
Mình mời bạn Y Thần 6 tuổi ở Hoa Kỳ. Đọc đi. Bạn nào? Em bật mic chưa nào? Ba. Con đọc cho cô nhé. Rồi, tốt, ba. Tiếp. Ba. Ba. Rồi, tiếp bố. Này. Rồi. Bố. Tốt, tiếp theo. Bé. À, be. Bê. Be. Bê. Rồi, bè. Bè. Bé. Bé. Bẻ. Bé. Bẹ. Bẹ. Bi. Bi. Bê. Bê. Bế. Bế. Bể. Bế. Bò. Bò. Bí. Bí. Bỏ. Bỏ. Nào, ở đây có hai một từ có hai tiếng nào, con thử đọc cho cô nào. Ba. Ba. Ba ba, chúng ta sẽ đọc liền nhé. Tiếp nào, ở dưới nào. Bò. Bò bê. Bê. Rồi, giỏi lắm. Cô Thư mời thêm một bạn nữa đi nào. Dạ, mình mời ba. Bạn Minh Đức ở ba Nhật. Ba, chúng ta sẽ đọc liền nhé. Tiếp nào. Mình mời nào? Bạn Minh Đức ở Nhật Bản. À, bạn Minh Đức đâu nào? Bạn Minh Đức đọc cho cô nghe nào. Nào. Rồi, bắt đầu nha. Ba. Bố. Bé. Bé. Rồi. Bé. Bè. Bè. Bé. Bé. Đọc to lên con. Bẻ. Bẻ. Bẹ. Bẹ. Bi. Bi. Bê. Bê. Bế. Bế. Bể. Bể. Bò. Bò. Bí. Bí. Bỏ. Bỏ. Nào, có từ có hai tiếng ở dưới, con đọc cho cô nào. Ba ba. Ba ba. Ba ba. Tiếp nào, ở dưới. Bò bê. Bò bê. Rồi, bò bê. Bò bê. Ừ, con về nhà con cố gắng luyện thêm nha. Cô Thư ơi, cô Thư mời một bạn nữa nào. Con cảm ơn. Con mình mời bạn Hữu Thanh. Rồi, cô khen con. Cô cảm ơn con. Bạn Hữu Thanh bật mic lên nào. Bật mic lên nha nào. Nếu bạn không bật được, bạn mình mời bạn Ben 6 tuổi ở Nhật Bản nha. Con chào cô. Cô chào con. Cô mời con đọc nào. Ba. Ba. Bố. Bè. 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 À, bé. Bẻ, bẹ, bi, bê, bế, bể, bò, bí, bỏ, bợ, bạ, ba, ba, bố, ờ, bò, bê. Rồi, rất quá, tốt. Đọc là bố. Con nha. Rồi. Tiếp theo này, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bức tranh này, các con sẽ nhìn và đọc trơn cho cô nhé. Mình mời bạn Tuấn Kiệt 6 tuổi ở Nhật Bản.
Nào con hãy nhìn ở bức tranh này. Và con đọc nào. Cô vừa mời bạn Tuấn Kiệt đúng không? Tuấn Kiệt đọc cho cô bức tranh đầu tiên và bức tranh thứ hai. Con đọc đây này. Ba. À. Con mình vần đi. Bế. Bế. Ba bế gì đấy? Bờ e bé sắc gì nhỉ con nhỉ? Bé. Bé. À, bờ e bé sắc bé. Rồi bức tranh thứ hai nào. Bức tranh hai kìa. Bờ o bo huyền. Con đánh vần cho cô như vậy nào. Rồi tiếp theo. Con đánh vần từ trái sang phải. Đứng tiếp theo nào. Bê. Rồi, thế con đọc là trơn lại cho cô là bò B. Bò B. Rồi, bên bức tranh bên đây con đọc lại cho cô bà bế bé. Bà bế bé. Rồi, cô cảm ơn con. Con cảm ơn cô đi. Con cảm ơn cô. Mình mời bạn Long 9 tuổi ở Nhật Bản. Long đã sẵn sàng chưa nào? Ba ba. Ba bé bé. Ba bé bé. Rồi. Tiếp nữa. Bức tranh thứ hai nào. Con bò bé. Bò bé. Bò bé. Cái này con lưu ý này. Khi mình đánh vần này. Ví dụ như là âm bờ kết hợp với âm A và dấu huyền thì thành tiếng bà nhé. Bờ A ba huyền bà. Âm bờ kết hợp với âm E và dấu sắc. Và chúng ta sẽ đánh vần từ trái sang phải này. Bờ E B sắc bế. Sắc bế. Rồi tiếp theo nào. Con đánh vần cho cô cái tiếng thứ ba này. Bế bế sắc bế. Giỏi quá. Bờ e be sắc bé. Đúng rồi. À, rồi cô cảm ơn bạn Long nhé. Và cái phần mà luyện đọc cũng như là luyện thanh điệu của chúng ta hôm nay là sẽ tạm dừng ở đây. Các con về nhà tiếp tục luyện tập cho cô. Mình sẽ chuyển sang một cái nội dung nữa. Đấy là học bài học. Đúng không ạ? Chúng ta đã học về cái cấu trúc đây là, kia là, đúng không nào? Bây giờ cô sẽ mở cái bức tranh trang sách lên và cô mời hai bạn. Các con sẽ luyện tập cho cô một chút nhé. Mình mời bạn Layla 7 tuổi ở Brisbane và bạn Thái Anh 6 tuổi ở Nhật Bản. Cảm ơn cô Tư. Chúng ta sẽ nào, chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh này. Ai gọi nhá ta? Hai bạn được gọi, chúng ta bật mic lên nào. Dạ rồi ạ. Con chào cô ạ. Cô chào con. Bây giờ hai con cùng thực hành cho cô nhá. Anh hỏi trước hay bạn? Như là hỏi trước. Con hỏi trước đi. Bạn nào hỏi trước cũng được, con hỏi đi. Hỏi. Đây là ai? Đây là ai? Nào con trả lời bạn đi nào.
đây là ông nội. Tốt. Tiếp. Kia là ai? Kia là bà nội. Tiếp. Đây là ai? Đây là ông ngoại. Kia là ai? Kia là bà ngoại. Đây là ai? Đây là bác. Kia là ai? Kia là chú. Đây là ai? Kia là cô. Rồi, cô cảm ơn hai con nha. À, đây là chúng ta thấy cái bài 6 là nối câu với hình đúng không nào? Chúng ta thấy có 5 bức tranh ở đây là đây là bác Thành, đây là ông ngoại, đây là bà nội, đây là Nam, đây là cô. Vậy thì bây giờ cô sẽ chỉ vào bức tranh và con sẽ nói cho cô là đây là ai nhé. Và con trả lời. Mình mời bạn Ken 8 tuổi ở Melbourne. Ken nào? Rồi, Ken đọc đi. Chào cô. Cô chào con. Con chào cô. Rồi, con đọc nhé. Cô chỉ vào bức tranh này, con nói cho cô nào. Đây là ông nội. Đây là ông nội. Tốt. Đây là ông ngoại. Đây là ông ngoại. Tiếp, đây là ai? Đây là bà nội. Tốt. Tiếp này. Đây là bạn gì đây? Đây là Nam. Tốt. Đây là? Đây là cô. Rồi, đây. Đây là ai? Đây là bác. Đúng rồi, đây là bác Thành. Thành. Đây là bác Thành. Ken dạo này học tiếng Việt rất là tốt đấy. Nhanh. Cảm ơn con nha. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Rồi, cô Thư mời thêm bạn nữa đi nào. Dạ cô, mình mời bạn Marcel 9 tuổi và Liam 6 tuổi ở Canada. Hai bạn vừa hỏi vừa trả lời nhé, cô chỉ ở bức tranh thôi. Đây là bác Thành. Con hỏi một đây là ai trước? Hai bạn mà. Liam hỏi trước nào. Ethan trả lời. Đây là ai? Đây là bác Thành. Rồi, tiếp này. Đây là ai? Đây là ông ngoại. Giỏi lắm. Đây là ai? Đây là cô. Tốt. Đây là ai? Đây là Nam. Đây là ai? Đây là bà nội. Rồi, cô cảm ơn hai con nhé. Hai em học cùng rất là vui, đúng không? Cô. Đây, chúng ta giờ bức tranh này, chúng ta chỉ có nhìn hình và viết thôi. Các con sẽ phải tự đặt câu hỏi xem dùng câu hỏi đây là hay là câu hỏi kia là, đúng không nào? Có những bức tranh thì hai người đứng gần nhau, có những bức tranh thì hai người đứng xa nhau. Vậy thì các con phải tùy thuộc vào việc đứng gần hay đứng xa để đặt câu hỏi đây là hoặc kia là cho phù hợp nhé. Nào, xin mời cô từ chúng ta lại gọi hai bạn nào. Dạ cô, mình mời bạn Hữu Khang và bạn Lucy 10 tuổi ở Úc. Các con bắt đầu chưa nào? Cô chỉ vào từng bức tranh và con nói nhé. Hỏi rồi trả lời. Bạn nào hỏi, bạn nào trả lời, cô Thư phân công luôn nhá. Đây là ai? Đây là ông nội. Tiếp này. Đây là ai?
Đây là bà. Nurse. Nào, có nhìn kỹ xem đây bức tranh gì nào. Nhìn bức tranh có cái đặc biệt. Đây là ai? Đây là bác sĩ. Em bé đang chỉ sang đây này. Chưa đến một bác thành. Bác thành. Đây là bố. Ở trong cái bức tranh đầu tiên. Okay. Đầu tiên mà chúng ta học đúng không nào? Đây là bố của Nam. Tiếp theo nào? Đây là ai? Đây bức tranh này con thấy là mẹ thì đứng gần hay đứng xa Nam đây? À vậy là kia. Kia là ai? Rồi. Kia là mẹ. Kia là mẹ. Tiếp này. Đây là ai? Chúng ta lại quan sát xem là cái này xa, này xa rồi. Đứng gần hay đứng xa nào? Kia là ai? Đúng rồi. Kia là bà ngoại. Tiếp rồi. Đây là Nam và đây là chị gà, chị của Nam tên là Linh này. Ở đây là ai? Đây là chị. Rồi, đây là chị. Hoặc đây là chị Linh đúng không nào? Này đây là chị. Này là chị. Rồi, đây là chị Linh. Ok. Mời bạn Quang Hưng 9 tuổi sẽ hỏi nha. Còn bạn Ethan 6 tuổi Hoa Kỳ sẽ trả lời. Bạn Quang Hưng không có ở đây thì mình mời bạn Thảo 6 tuổi ở Nhật Bản nha. Đây. Vậy mình mời bạn Elijah 9 tuổi ở Úc. Đây là ông nội. Rõ ra này. Đây là ai? Đây là ông nội. Đây là ông nội. Bức tranh thứ hai nào. Đây là ba. Đây là ba hoặc đây là bố cũng được. Nào. Tiếp này. Đây là ba. Đây là mẹ. À, con nhìn xem nào. Mẹ đứng gần hay là đứng xa? Mẹ đứng xa. Mẹ đứng xa. Phải là kia, kia là gì? Rồi, mẹ đứng xa thì phải là kia là... Kia là mẹ. Kia là mẹ. Kia là mẹ. Kia là ai? Kia là mẹ. Đúng không nào? Kia là mẹ. Kia là ông ngoại, bà ngoại. À, kia là bà. Tiếp theo là đây chị Linh. Đứng kia bé. Là chị Linh. Kia là chị Linh. Thế chúng ta sẽ hỏi là kia là ai? Câu trả lời kia là chị Linh. Đúng không nào? Kia là chị Linh. À, mời thêm hai bạn nhỏ nữa nào, cô Thư ơi. Dạ con, mình mời bạn Ben 6 tuổi ở Nhật Bản và bạn Long 9 tuổi ở Nhật Bản. Con chào cô ạ. Rồi, cô chào Ben. Ben hỏi bạn trước nhé. Ben hỏi bạn trước đi nào. Bạn, đây là... Ai? Kia là ông nội. À, bạn hỏi đây là cơ mà con. Đây là. Đây là. Đây là ông nội. Đúng rồi, tiếp nào. Em hỏi bức tranh thứ hai nào. Đây là
Con nói rõ ràng. Đây là ai? Đây là bố. Rồi, tốt. Kia là ai? Kia là mẹ. Rồi, tiếp này. Kia là ai? Kia là bà. Kia là bà. Đây là ai? Kia là chị. Đúng rồi, đây là chị. Hai bạn là hỏi đáp rất là tốt. Đây cuối giờ chúng ta sẽ luyện tập một chút nữa, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang học một bài hát này nhé. Mình mời bạn Matthew 9 tuổi, Lee và Liam 6 tuổi ở Canada. Rồi, mời hai bạn nào. Đây là một người tên là Liam. À, chúng ta một bạn bạn trả lời. Đây là ai? Đây là ai? Ông nội. Đây là ông nội. Theo bức tranh ở trên đúng không? Theo bài học, hình ảnh bài học của chúng ta ở trên. Thì đây là ông nội. Rồi, tiếp theo nào. Đây là ai? Đây là bố. Kia là ai? Đây là mẹ. Kia là ai? Kia là bà ngoại. Đây là ai? Đây là chị. Đúng rồi, rất là tốt. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần nữa. Đấy là chúng ta sẽ tập đọc các con số này. Được không nào? Hôm nay các con số thì sẽ không dễ dàng như mọi khi nữa đâu. Chúng ta sẽ phải học các con số này. Ví dụ như là các số từ 20 trở lên, cách đọc các con số. Chúng ta sẽ học cách đọc các con số nhé. Cô sẽ có một cái phần nào, chúng ta sẽ học cách con số từ 20 đến 30 thôi. Có bạn nào có thể đọc luôn được cho cô Quỳnh không nào? Mình mời bạn Layla 7 tuổi ở Brisbane. Nào, đây là số nào đây? Chúng ta nghe cô đọc một lần nhé. 22. Rồi, tiếp. 23. Rồi quá. Nào. 24. Ừ. 25. Rồi. 26. Rồi tiếp. 27. Ừ. 28. Ừ. 28. 29. 29. Rồi. 30. 30. Nào con đọc lại cho cô hai số này, là con đọc là 24. Chúng ta còn có 24. Chúng ta còn có một cái đọc thứ hai nữa, đấy là 24. Nào con đọc nào, 24. 24. Rồi, chỗ này con vừa đọc là, con đọc lại số này cho cô nào. 25.
25, đúng rồi. Còn có một anh đọc nữa, đấy là 25, 25 hoặc 25 đều được chấp nhận trong tiếng Việt nhé. À, rồi mời thêm một bạn nữa nào. Dạ, mình mời bạn Minh Đức ở Nhật Bản. Con bật đọc đi. Đọc đi. 20. Ừ. Rồi. 21. Ừ. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27, một tổ quân. 27. 7. Ừ. 28. Rồi. 29. Vâng. Vâng. Rồi. Rồi. 30. 30. Rồi. Con cảm ơn cô. Rồi. Cô cũng cảm ơn con nhé. Chúng ta cách đọc 24. Còn 24. Các con đọc là 24. Còn có một cách đọc nữa. Đấy là 24. Và 25. Cũng tương tự như vậy, các con đọc là 25, hoặc nếu như các con nghe thấy một cách nói là 25 thì vẫn là con số này nhé, vẫn là con số này. Cô Thư, chúng ta mời tiếp một bạn nữa đi ạ. Dạ, mình mời bạn Tuấn Kiệt 6 tuổi ở Nhật Bản. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. À rồi, 28, 30, tốt. Con cảm ơn cô ạ. Mình mời bạn Quang Hưng 9 tuổi ở Nhật Bản. Mười, hai mươi, hai mươi, hai mươi, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi năm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín. 30, đúng không nào? Đấy, thì chúng ta thấy này, đọc là 21 hay là 21, 22 hay là 22, 23 hay là 23. Thì đây đều là các cái cách đọc số trong tiếng Việt. Các con nhé. Một con số có từ hai chữ số lên thì thông thường sau nó sẽ phải có thể đọc bằng cách đọc mà nó là 21 hoặc là 21. Hay là 28 hoặc là 28 đều được. Bây giờ bạn, cô Thư mời một bạn mà cô chỉ vào bất kỳ số nào, bạn ấy sẽ đọc cái số đó cho cô Quỳnh, chứ không đọc theo lần lượt từ trên xuống dưới như lúc nãy nữa. Dạ cô, mình mời bạn Lucy 10 tuổi ở Úc. Nào Lucy nào, đọc số 20. Tốt. 21. À không, cô tô vào số nào, con đọc số đấy. À ok, con follow the highlight. 24. Yeah. Ừ, rồi, tốt. Now, hai gì? This one. 27. Ừ. 29. 21. 2. 23. 25. 28. 27. 20. 24. 26. 30. Rồi, rất tốt. Cô cảm ơn con nhé. À, cô Thư mời thêm bạn nữa nào. Dạ cô, mình mời bạn Hữu Khanh ạ. Hữu Khanh nhá. Nào Hữu Khanh, nhìn cô highlight chữ số nào thì con đọc nhá. 20. Tốt. 22. Không, cô highlight số nào con đọc số đó. 24. Rồi. 27. 29. 30.
21, 22, 26, 24, 28, 29, 30. Rồi, con đọc rất là tốt. Cô cảm ơn con. Mình mời bạn Ken 8 tuổi ở Úc. Bạn bật mic lên nha. Vậy thì mình mời bạn Hải Anh 6 tuổi ở Nhật Bản trước nha. 20. Rồi, 20 nè. Cô Quỳnh highlight tiếp này. 22. 25. 27. 29. 21. 23. 25. 27. 29. 26. 28. 30. Rồi, cô cảm ơn Hải Anh rất là nhiều. Cô cảm ơn Hải Anh rất là nhiều nhá. Vậy là con cảm ơn cô ạ. Hôm nay thì chúng ta vừa mới ôn tập lại cấu trúc đây là kia là, và các con luyện đọc từ số 20 đến số 30. Tại sao lại luyện đọc từ số 20 đến số 30 trước? Bởi vì sau những cái cách đọc này này, nó sẽ giống với cách đọc của những cái con số từ 30 đến 40 hay là 40 đến 50 cho tới số 99, thì những cái cách đọc này nó sẽ được lặp đi lặp lại như vậy. Thế cho nên chúng ta phải học kỹ cái cách đọc từ số 20 đến số 30. Thì khi mà chúng ta học đến cách đọc của những con số tiếp theo, nó sẽ đơn giản hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại cái bài học của mình, để các con tập một cái bài hát. Và chúng ta sẽ đến Tết mà các con gọi điện cho bà để hát cho bà nghe bài này, thì cô chắc chắn là bà sẽ vui vô cùng luôn. Nào bây giờ trước hết là mời một bạn đọc cho cô. Con thử nhìn vào đây và xem có bạn nào đọc được cho cô cái lời của bài hát này không nào. Mình mời bạn Ben 6 tuổi ở Nhật Bản. Có đọc được không nào? Đọc đi. Ba. Đây cơ mà. À đây bà, cô đang dễ dễ. Ba ơi. Bà ơi bà ơi. Cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng. Bà trắng như mây. À màu trắng như mây. Màu trắng như mây. Rồi. Cháu yêu bà. Cháu hỏi bố mẹ. Ngắm. Đúng rồi, nắm. Nắm. Bán. Bàn. Bàn. Không phải tim. Tay. Tiếp. Khi. 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 Cháu. Vâng. Rồi. Đọc nghe lên. Lời. Lời. Cháu. Cháu biết. Cháu biết. Cháu biết. Bà vui. Rồi, giỏi lắm. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Mời một bạn nữa nào.
Mình mời bạn Hiền Thảo, 11 tuổi, ở Nhật Bản. Hả? Dạ. Bà ơi, bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng. Tóc bà trắng. Màu trắng như mây. Rồi. Cháu yêu bà. Cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Rồi, khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Tốt. À, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nghe bài hát này. Cô sẽ gửi cái đường link YouTube để cho các con luyện theo nhé. Cô chưa share âm thanh cô ơi. Chưa nghe thấy tiếng ạ. Em phải nhấn cái chữ share sao á, hoặc là em phải mở mic lên. À, cô hát. Đó, cô biết là ở lớp mình là có nhiều bạn hát rất là tốt. À, lần trước thì các con cũng đã quay một bài hát để gửi tặng cho cô rồi. Và hôm nay thì bài tập về nhà của chúng ta cũng chính là hát bài hát này. Và các con tiếp tục vẽ thiếp để chúc mừng năm mới gửi lên cho các cô. Đấy, bây giờ cô Hải Anh mời xem bạn nào sẵn sàng hát bài hát Cháu yêu bà lắm này để hát cho cả lớp cùng nghe. Dạ cô, mình mời bạn Ken 8 tuổi ở Ken hát nào. Rồi, kêu như mẹ hát nha. Ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, bà trắng như mây. Hát nữa là cháu yêu bà. Cháu nắm bàn tay. Cháu vâng lời. Cháu vâng lời. Cháu biết bà vui. Cháu biết bà vui. Rồi, hoan hô Ken, hoan hô Ken. Bạn Ken lần trước bạn ấy đã quay và hát bài Con chào bố ạ, à, rất là tự tin, đúng không nào? Đấy, Ken hôm nay là con ôn lời thêm một tí nữa là cô biết chắc là con hát rất là tốt. Con cố gắng lên nhá. Đã gửi clip nha. Ờ, bạn Ben Nhật Bản phải không? Bạn Tuấn Kiệt Nhật Bản. À, bạn Tuấn Kiệt Nhật Bản nào. Mời Tuấn Kiệt. Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng mà cháu đi mời, cháu yêu bà cháu lắm bàn tay, cháu vẫn lại cháu biết bà vui. Rồi, hoan hô Tuấn Kiệt, con thuộc lời rất là nhanh và phát âm cũng rõ nữa. Con nhớ quay clip để gửi bài tập về nhà cho cô nhá. Ừ, con cảm ơn cô ạ. Rồi, cô thưa mời tiếp các bạn khác nào. Dạ cô, mình mời bạn Layla 7 tuổi ở Úc. Layla rất là xinh đẹp nè, con hát cho cô nghe nào. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay, khi cháu vâng lời cháu biết bà vui. Rồi, tốt quá. Bạn Layla, bạn ấy rất xinh, bạn hát hay nữa, đúng không nào?
Cô cảm ơn Layla nhá. Con nhớ quay clip bài tập về nhà gửi tặng cô nhá. Rồi. Mình mời bạn Hải Anh, 6 tuổi, âm nhạc bản. Bà ơi bà, cháu yêu bà năm, tóc bà trăm màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay, khi cháu lên lời cháu biết bà vui. Rồi, cô cảm ơn Hải Anh. Bạn Hải Anh, bạn ấy phát âm tốt và chăm chỉ làm bài tập về nhà, bạn học tiếng Việt rất là tốt đúng không? Hải Anh cũng nhớ quay clip gửi tặng cô nhé. À, chúng ta mời thêm một bạn, sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang phần là chiếu các clip bài tập về nhà. Dạ cô, mình mời bạn Ben, 6 tuổi, âm nhạc bản. Nào. Bà ơi bà, sao yêu bà lắm, tóc bà trắng và trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay, khi cháu vâng lời cháu biết bà vui. Tốt quá, cô cảm ơn Ben nhá. Bạn Ben ấy lúc nào bạn ấy cũng cười rất là tươi, làm cho cô nhìn clip của bạn là cô thấy vui luôn. Ben nhớ quay clip để làm bài tập về nhà gửi cô nhá. Vâng. Rồi, good. Con cảm ơn cô. Và bây giờ thì đến giờ mà chúng ta cùng xem lại các bài tập về nhà mà các con đã làm gửi cô tuần trước, những clip và những bức tranh. Là mời cô Thư chia sẻ màn hình. Đây ạ. Đầu tiên là bài làm của bạn. Con là kẹn táo tớ ngao bà. Con xin đọc bài. Đây là ai? Đây là ông nội. Kia là ai? Kia là bà nội. Đây là ai? Đây là ông ngoại. Kia là ai? Kia là bà ngoại. Đây là ai? Đây là bác. Đây là ai? Đây là chú. Kia là ai? Kia là cô. Đây là ai? Đây là bé. Đây là Ken. Đúng rồi, đây là Ken. Tiếp theo là bài của bạn Minh Ngọc, 6 tuổi, ở Nhật Bản. Đây là bài viết của bạn. Đây là bài viết của bạn. Đây là em chào. Đây là... Con chào cô ạ. Tớ chào các bạn. Tớ tên là Ngọc. Bài tuổi. Tớ chào bài cô giáo và các bạn. Tớ chào bài cô giáo. Giờ cô các bạn. Đây là ai? Đây là bà nội. Đây là ai? Đây là ông ngoại. Kia là ai? Kia là bác. Kia là bác. Kia là ai? Kia là ông nội. Bye bye. Minh Ngọc rất là hồn nhiên đáng yêu. Tiếp theo là bài làm của bạn Hải Anh, 6 tuổi, ở Nhật Bản. 6 tuổi, mình sống ở Nhật Bản. Bây giờ mình sẽ nộp bài cho cô. Đây là ai? Đây là ông nội. Kia là ai? Kia là bà nội. Đây là ai?
chị em của mình. Khiên là ai? Khiên là Hải Anh, là mình. Kia là ai? Kia là Hải Anh. Hải Anh ơi. Đây là ai? Đây là ông ngoại. Đây là ai? Đây là bà ngoại. Đây là bà ngoại. Và bố. Về. 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 Đúng rồi. Về. 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 Vì bê 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 đúng rồi. Về. Vơ. Vó. Vó con vó. 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 Ừ. Ví. Ừ. Vó. Đúng rồi. Con nắng xong rồi, bye bye. Bye bye. Hải Anh chào tuần... cô. Đấy, các bà Hải Anh post bài như thế này là tuần nào bạn cũng đem đến cho cô một niềm vui đấy các con ạ. Tiếp theo là bài của bạn Liam 6 tuổi ở Canada. Nội kia là ai? Kia đây là đây là ông nội, kia là ai, kia là bà ngoại, đây là ai. Bạn Liam này, lần này bạn ấy cũng đem đến cho cô một niềm vui bởi vì bạn ấy đã post một cái bài tập về nhà để tặng cô đúng không nào? Liam nhớ chăm chỉ làm bài tập về nhà nhé. Bài của bạn Tuấn Kiệt 6 tuổi ở Nhật Bản. Rồi. Em chào cô, mình chào các bạn. Mình tên là Tuấn Kiệt, mình 6 tuổi. Em đang sống ở Nhật Bản. Hôm nay em sẽ trả bài cho cô. Đây là ai? Đây là ông nội. Đây là ai? Đây là bà nội. Đây là ai? Đây là chú. Kia là ai? Kia là cô. Đây là ai? Đây là ông ngoại. Đây kia là ai? Kia là bà nội. Đây là ai? Đây là bác. Cô ơi, con nói xong rồi. Rồi, con nói xong rồi. Đấy, bạn Tuấn Kiệt, bạn ấy 6 tuổi và bạn ấy rất chăm chỉ làm bài tập về nhà. Tất cả các con, khi các con làm bài tập về nhà như thế này, đây chính là một món quà mà con tặng cho các cô đấy. Thế nên là chúng ta phải nhớ chăm chỉ học tiếng Việt này và làm bài tập về nhà đều đặn nhé. Đã xong rồi, đúng không? Dạ, còn một bài nữa của bạn Ben 6 tuổi nữa. Bạn Ben.
Con xin chào bạn cô ạ. Con xin chào tất cả mọi người. Bây giờ con tên là Ben, con 6 tuổi. Con đang sống ở Nhật Bản. Bây giờ con sẽ trả bài cho cô. Đây là ai? Đây là ông ngoại, ông nội. Đây là ai? Đây là bà nội. Kia là ai? Kia là ông nội. Kia là ai? Kia là bà nội, bà ngoại. Con xin hết ạ. Là bạn Ben ở clip này là bạn ấy không cười như đây này, các con nhìn này, bạn cười rất là đáng yêu đúng không nào? Đấy là chúng ta hãy chăm chỉ làm bài tập về nhà. Đấy con nhìn này, bức tranh bạn vẽ xong rồi bạn cười như đáng yêu không? Chúng ta hãy chăm chỉ bài tập về nhà và sau Tết Nguyên Đán thì cô và các con sẽ cùng gặp lại nhau nhé. Bây giờ tất cả các con chúng ta cùng bật cam lên để chúng ta tạm biệt cô Quỳnh, cô Thư và cô Đức nào. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Con chào cô. 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 Chúc các bạn tuổi mới nhiều niềm vui, học giỏi, nói tiếng Việt giỏi. Các bạn nha. Con chúc cô và các bạn ăn Tết vui vẻ. Chúc cô cho tất cả các con ăn Tết vui. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 3 tuần nhưng mà cô với các bạn năm mới chúc các con gửi nha. Năm mới vui vẻ. Rồi, cô cảm ơn con. Bye bye. Bye bye. Con bye bye cô. Con chào cô. Bye bye. Em bảo mấy nói đi con. Bye bye. Con chào cô ạ. Xin tạm biệt tất cả các con và chúc mừng năm mới. Bye bye. Bye. Tạm biệt cô, chúc mừng năm mới ạ. Cô cảm ơn con. Chào cô Đức và cô Quỳnh. Chào mọi người. Cảm ơn Hoàng Thư. Cảm ơn cô Quỳnh. Chào cô. Chào các con. Chào cô Đức và chào cô Thư nha. Cô chào cô Đức. Con chào cô Đức. Ta rồi. Bye bye. Con chào cô Quyền. Con chào cô Thư. Con chào cô Thư. Con chào các bạn. Xin chào tất cả. Chào anh Kem. Rồi cô Đức em nha. Bye bye mẹ.